coi như dài. Đi ở nhà cho nhau nhá, đi đâu hết nhá. Còn quán nào không nhỉ? Lấy đi vui được không bắt được. Đấy. Măng đấy. Ra ra đó tìm thấy mày rồi. Ủa đất cứng lắm đấy. Đấy, đi tìm ngay để có hai cả ở bên kia. Có nhập mà. Dạ luôn thử. Hai nhập nhập giá dữ chứ là. Hai nhập mà. Cháu phải rồi. Cháu học tuổi này sẽ. Sướng rồi ạ. Lâu lắm không có đạn quả này. Của mình không được trồng ạ. Mày muốn tiếp ăn kia nhá. À, tôi này. À, trứng à? Trứng gà thứ gì vậy? Được. Ừ, ngon. Mẹ vui mẹ nó cái trái xin rồi. Tết tát nè, chắc có cái con quán nào không nhỉ? Lấy đi vui được không bắt được đâu. Đấy. Đấy, bãi măng đấy. Quả ở lượng cao nhưng mà bé đi không đi đâu. Tìm quả là to to. Mà hôm nay còn bán được. Mày mong chỗ nào có hỏi là bấy khí thế nhỉ? Đi được cái này ra. Đã thấy quả nào đâu quả. Đúng rồi. Uống đi. Đây, ra ra đâu tìm thấy mày rồi. Ủa đất cứng lắm đây. Quả nào phát triển. Măng nào không cháu gái ơi. Xin vào hàng của ông thấy một quả đây rồi. Đây có được một quả cháu ạ. Ui giời, ông này cũng cái đẹp đấy. Có một quả này, trên cầu đấy. Tôi nghĩ chắc cũng chỉ có hai mỗi con đấy. Ông ấy đi tìm ngay để có hai cả trên bên kia. Ôi giời, đấy. Quả này hơi dài đấy. Giao vào gùi nhá. Ví dụ, à, có một quả con của đó nó vừa đẻ à. Quả to đẻ quả bé nhỉ. Được đấy.
quả này to, con cá này dài quá. Nào cháu ơi, khu vực này có tìm ký ký nhá. Mình đưa phải tìm nơi rộng khoát vải á. Ui quả này. Ok. Ông có cái khoản này thế này đấy, ông thâu khẩu rồi đấy, ông cũng cứ mồm không biết nói thôi. Giáo chặt cây à? Ôi, à đây á, à thế cháu lấy xong cái này. Thò vào túi cho ông ấy. Ừ. Ông cháu cho vào túi cà thể, cho có dao ở vào tay nhá. Ui, hai quả này khỏi kia rồi. Hai ông cháu này, đừng vui rồi. Đi chưa, vậy chưa? Vô. Cháu đều đi sai à? Đặt đưa đấy, ông có thể thế thôi. Ồ, 2-3 quả, cho có túi 4 nhá. Có chút con dao nhá. Mấy quả cơ. Mắt cháu tìm thật nhỉ. Tiếp nhỉ, có đi xa nhau nhá. Cái họ có lươn này luôn. Cái này ai bới mà họ có thấy mắt họ kém hơn mắt ông già này. Ôi dồi, đâu được nhiều quá à, dấu của cháu phụ ông ơi. Ông ấy ông ấy lên đi bỏ đi hay đi nhập không biết cái chuyện đấy, chắc nhận nặng tí rồi. Đi rồi đó nhỉ. Ôi dồi rồi, để cho sau ơi. Ôi, cháu thử ngươi lấy nhá. Bên này có khó này, có được mặc áo ra. Ôi, cháu cầm cái cuốc kia. Cháu ạ.
Mình đi con về đây. Gái ơi, già thì thấy rằng xóm chợ đi rồi chưa? Có nhầm à? Ôi giời, tôi biết là rùi á. Đạn vô à? Ôi giời, nhập nhập giá kiểu chứ là ai nhập mà nghỉ xin nhập điếu ở đây. À, nghỉ xin điếu hả? Cũng không ra mà nó kìa hò. Nhập bản tác cũng kìa. Nhập bản thứ y đi giết hoặc y điều y điều nhảy y điều nhảy mà thứ bì thứ đa đót ó thứ y điều ó thôi cứ nhảy ô bất tài năng ôi yo thứ bẻ rùi cao à à thôi yo thứ nhổ chết rồi nó ta anh ta 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 đại rùi áp thứ bẻ thôi thấy tăng tiền đó cũng nhàn à nhàn mà cứ đầu đã nghe sợ cái gì phải xin ăn ép bột chèm xin cho ăn xin cho bao không nên mua gì được cái cháu gái nhỉ, cháu mua cái gì, mua quả đấy, mua ấy đi. Cháu xem có quả đâu, mua một quả đấy. Nát quả này, quả ngon. Mới phải xin nhà nó. Thì nhà xin. Thì nhà xin hả? Cháu cứ cầm nhá. Có một đồ bụi phun này. Cháu cầm. Cháu đổ mối được hả? Cái gì mua đấy? Cái gì đổ mối được hả? Cái gì ạ? Cái này cái gì nhỉ? Coi đấy. Coi à? Nó làm gì xin? Nó gì xin? Nó như bằng cây cũng tàu bò thuốc à? Cháu cái rồi, cháu học tuổi này xem. Cái mày biết không? Hai phụ tao xin cái này thì cũng có tôi bảo hiểu gì hiểu không rồi mà. Ừ, ok, mà cũng làm mà nó quan lại nó bỏ lỗ. Cháu nhà cũng vậy. Người làm này ít chút mà bây giờ vừa như vậy. Cháu nhà mà. Nhiều thịt xin ở đây. Thịt xin ở đây hả? Ừ. Ừ. Tất cả ở lại hết đây hả? Chủ có mang bán không? Gì ạ? Ủa? Cái mang này bán thế nào đấy? Cái 10 nhìn thôi hả? Còn đấy là... Mình nhập về đấy, ngon lắm mang này. Như đây 2 cân đi. Cái này được sắp được 2 cân. Đấy, lấy quả to to này. Lấy 3 quả nhá. Rồi, lấy bao nhiêu lấy đi. Đây. Được 3 cân. Ừ. 3 cân 8. Ờ, à, 3 cân 8. Thì tôi đây nhé. Chuyển khoản cho ông chủ nhé. À, được mà. Chuyển khoản. Quét mặt. Nóng quá ông nàng chết chợ. Đó mới à.
hai rồi. Hôm nay hai ông cháu mình đi tìm cái chiếc vừa được bà đây mang ông đấy nhập ra dễ quá đi. Con nhảy nữa, nhảy đi, con nhảy đi xem con đây. Đang không chắc được nhá, ôm ngoài đây ôm xem mấy con biết gì đó. À, đang ngủ ngủ đây này. À, ôi con này sao đây? À, có phải đâu nhỉ? Rồi. Nghỉ tí tí đã nhỉ. Coi hồn lên tí nó thôi, quạt đã nhỉ. Chờ nóng lắm không? Cùng ăn tí nào không? Thế là cháu tự cầm quạt nhá. Hồn rút dây dụ nó ủng ra đó. Rồi ủng ra đó. Ôi dạ. Hồn cháu lên mệt quá, lấy quả ăn tạm đó nhỉ. Rồi xong là ô cháu nhà đi nấu cơm ăn sau nè. Đây nhá. Còn bây giờ cháu đó. Ô con này thật quá. Ông thay con kia. Thôi mình cứ buồn vàng hoặc là nóng mệt là mình lau vào quần đã nhỉ. Ô cháu cái đấy nè. Thật nhá. Ông xem thỏ đâu chứ đâu đó. À giữa cháu giữa. Còn con riêng nữa, chú một gì nữa kia. Còn con còn hai con đâu nhỉ? Con dưới kia, còn một con trong chuồng kia. Cái đang kia hai con đây kia, con này ba con. Coi chuồng sẵn rồi. Tí cái thùng lấy tí cỏ cho thỏ được rồi. Thế cẩn thận nhá, một cái túi lên đã. Quả này chín phết rồi đấy nhỉ, vào hôm anh hết rồi đấy. Hôm nay không có mình được mỏi quá thì tiền một thứ và con mình đốt như khi cái được mua giống ví rồi nhỉ. Tí thì đặt nữa còn đi tiếp là mặc tí tối. Tí ông cháu mới ăn xoài xong mình nấu cơm nước ăn xong là cũng ra hậu phải chạy xuống mua giống bí giống gì với chồng không còn rút tiền kia mình không nên vội vàng quá để quên mất có được mua nhỉ. Ngon lắm này đấy. Ui dồi ông nhận trước à, ông xin nha, ông cảm ơn nha, ông mời chào ăn nha. Ngon lắm này. Ngon lắm à. Ông nhớ đấy à, ông trước đây có nghe thầy nói ấy, là người ta bảo 10 năm lợi ích trồng cây, trăm năm lợi ích trồng người ấy, thì ông cháu mình lấy cái hột này đi lấy cái trồng nhỉ. Sướng rồi ạ. Lâu lắm không có đã quả này à. Của mình không được trồng á, ăn ngon lắm. Ăn ngon ăn mạnh quá nhá. Ông để có đây rồi, đâu có ăn đấy, ông có đây rồi. Yêu cứ đòi ăn à, không có ăn quả đâu mà, con người mới biết ăn quả chứ. Ăn được không? Dạ, yeah, ăn được đấy nhỉ. Được đấy. Miếng này xong rồi, còn lại cho cháu ăn hết nhá. Chúng mò như này mình ăn miếng là chúng mò mình nấu lửa nấu cơm ăn đây là nấu lửa đó. Cháu gái ơi, một cháu xuống là nhặt đũa cô về làm cháu ăn chứ à?
Chúng ta tước rau nhá. Ông lấy gạo xuống đây, nó cứ cho nó rau nhá, cho nó ăn rau ăn ngọt ăn ống. 1 này. 2 3 này. 4 này, mới 12 bát rồi nhỉ. 22 là 4 nhỉ. Còn mấy cái 5 nhỉ. Đó là 1 rồi. Còn mấy con của con mấy cái gấp 2 con chung 1 này. Đấy. Lần này là thoải mái. Dạ no đi. Ok đã. Khó làm hết nhỉ. Cái bộ này ổn thi đã tay tưới dầu chứ đúng rồi. Cháu lấy cái đồ cháu nhá. Ông xong ông lấy đi coi cho cháu treo củi à. Ui cháu ơi, cái coi không phải trong túi vui mình vui rồi nhỉ. À đúng, treo củi lúc nào cháu gọi ông. Ôi ôi, đây cả tay. Này, là treo vào củi nhá. Đấy, khi nào cháu cần gọi ông hai cháu đi đâu ấy, là sợ ai bắt cóc cái gì ấy. Hồi phát ra hồi lượng chạy bắt dép nhá. Có đẹp không? Đúng cái thời cháu được đấy. Đấy, sau nấu dầu cho nó dầu ăn ngọt ông nhé, ông đi trồng quả xoài nhé. Trồng quả xoài đây phát này. Mấy người mới chỉ nó lớn rồi cao là cái bỗng dâm. Mà trồng đến mấy kia đừng có chụp mà đào lung tung nhé. Cây gì mà thấy con này nhớ phải có gì đâu. Ui cái khoan ở đâu, người ta trồng lấy ăn quả chứ, thế là ăn bỏ chứ đủ. Cháu cho cứ nấu dầu nhá, sau tí gọi ông nhé, hoặc là quay ông lấy cỏ cho thỏi nhá. Thỏ cái này luôn.
Nó có tìm măng hổ vàng, không kịp mua cái giống ở trong đây. Tí đã có thể đi tiếp. Mấy chị không đi sữa cho con này mà đến đây làm gì? Con mà đang đói kìa. Ông mà có sữa cho, mà cho nhiều luôn đó. Chắc tâm thay đủ ăn. Rồi có nhiều lần đây mình cho chơi đưa xuống rưỡi mà đây thì vất vả khổ đấy để ăn được ăn hơn là ăn ăn lá xanh gì đây để vào đây cho đây để cho đó ăn no nhá. Đây. Đấy, ngoan nào, vào nghe tai thính vào nào. Đấy. Thiếu bạn đời nha. Không biết ta có buồn không? Đây rồi. Ta phải nước này một lúc đó, nghe thấy nha. Con đây con lấy nước cho thỏ ấy. Này, đi có nước rồi, mày đi tìm được nước uống thôi, thỏ không tìm được đâu. Cái này thì lại không biết có bao được không mọc lên đây không thích ổ ăn con thú rồi. Có ra đây không? Nước của mày đây. Đây nhá. Còn mày uống nhá. Cái mái này, cái chuông gà này. Ôi, ôi cháu gái quả mình về rồi. Hai hơi coi là cơm cháu chín hết nha. Được đấy. Ôi giời, nhà cháu còn ông về để ăn cơm luôn lúc về. Đúng rồi, cháu ra cả lạc ăn. Ngon quá. Thật thiết là con hôm nào con cho mày một tiếp ăn tiếp nhé. À tàu này à trứng à trứng gà thứ vị gì được cháu thích ăn trứng được mai chiều ông cháu mua ăn sau tí để hai ông cháu ăn xong ra chứ mua cái gì ra nào cũng có suất mà. Thế còn à ông có nằm mơ cái à, ông y quán ấy, người tốt đấy là chắc ông đấy mấy hôm nay được nghỉ phép à không ạ? Tự nhiên tối hôm qua ông nằm mơ thấy chắc không biết hôm nào ông ấy về để thăm cái nhà mình ông nhà mình làm xong rồi nhà đâu gấp mình là tôi cảm ơn nha đấy đúng rồi cho mồm mưa đúng rồi ngon. Cơm nồi kia còn nhá, tí cháu sang lấy nhá. Hay là lấy xong để phát đồ cũng biết kêu nhá. Thì cháu có gì cháu cứ dùng cái còi ra thổi thổi của ông nhá. Ông ấy còn miếng là ăn nồi đấy. Ông ấy cắm một cái ạ. Cháu cứ ăn nhá. Cháu ông từ xuống dưới mua hạt giống bí ấy, từ sắp mưa, từ hơi tối này, sắp mưa nhá.
Đâu rồi ăn nhé, thôi ăn ra tao tao cho mấy ký ạ, ok luôn nhá. Chờ sắp mưa đấy. À, à mưa đúng rồi. Cậu ơi nhá, ngoan nhá, ăn ngon mẻ nhá. Được. Một bài cháu nhá, vui vẻ nhá. Có gì cứ gọi coi cho mấy ký hút chợ nhá. Tụi đi tụi nhanh nữa. Cái can nhập điện mày điện nữa nữa hả? Nha. À. Hãy